Không cần hai người này luôn. Nhạc cái đi lại xíu. Ok. Quạt cái này mở ra đi chị. Nhắm chị. Thôi. Ok bây giờ biết kết quả đúng không? Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đếm 1 2 3. Chúng ta người nào? Chụp hình mình đâu rồi? Đây nè. Thì just một người sẽ là runner up, một người sẽ là winner. Tự hai người sẽ đến với cái người nào nhiều chọn đi hay là